Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thống nhất một số nội dung điều chỉnh kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020. Sau khi nghe các thành viên ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 báo cáo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động tích cực của các cơ quan đơn vị trong công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, với tinh thần là gọn nhẹ nhưng vẫn phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ có 3 hoạt động chính. Ngày 6 tháng 3 âm lịch, tổ chức giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân bắt đầu từ 8 giờ sáng, chỉ tổ chức phần lễ và đọc bài tri ân. Lễ dâng hương tổ mẫu Âu Cơ vào lúc 9 giờ sáng, không tổ chức tế nữ quan. Tổ chức lễ khánh thành cầu đi bộ qua hồ Mai An Tiêm sáng ngày 6 tháng 3. Về phần lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 3 âm lịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thống nhất về công tác tổ chức và tuyên truyền. Quan điểm của tỉnh là năm nay giỗ Tổ Hùng Vương vẫn tổ chức theo nghi thức quy mô cấp quốc gia và tổ chức truyền hình trực tiếp phần lễ dâng hương. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo hướng dẫn các huyện thành thị trong tỉnh nơi có di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân danh tướng thời Hùng Vương tổ chức dâng hương trong ngày 10 tháng 3 âm lịch theo nghi thức truyền thống, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở Y tế phối hợp với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng có kế hoạch phun thuốc khử trùng, bố trí cán bộ đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho nhân dân đến hành lễ. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án chủ động đảm bảo an ninh trật tự không chỉ tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng mà còn cả các vùng ven. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, báo Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cấp thẻ và tạo điều kiện tối đa cho phóng viên tác nghiệp.